Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát Thêm Truyền Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, bão số 1, cơn bão có tên quốc tế là Ta Lim đã đi vào Vịnh Bắc Bộ. Ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyền đảo Bệt Long Vĩ, Cô Tô, có gió mênh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mênh cấp 9, giật cấp 11, biển đồng mệnh. Trong hôm nay, 18 tháng 7 và ngày mai 19 tháng 7, bão di chuyển với tốc độ 20 km h theo hướng Tây Tây Bắc, tiếp tục suy yếu và tan dần. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có nguy cơ bị ngập do nước dâng khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Khu vực Tây Bắc, vùng Đông Băng Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 150 mm. Đề phòng ngập úng đô thị và cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái miền Trung duy trì hình thái thời tiết có mây, có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ dao động trong khoảng 32 đến 35 độ. Riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và rào giật mạnh. Nhiệt độ Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ Nam Bộ từ 30 đến 33 độ. Bây giờ là phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, đồng từ 72 đến 92%. Khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Gió tây bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 76 đến 97%. Khu vực thành phố Đông Hới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông. Trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 70 đến 91%. Kết thúc bản tin là phần dự báo nhiệt độ các vùng trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.